Rất mừng vì hôm nay em rất mừng là mừng là có thấy là dòng chim của cái đôi đây đôi 27 là em đã có video trên YouTube rồi nha anh em nhé. Đôi 27 là âm đồng đồng diều xịn sò luôn này. Đó, đôi 27 này là nó đã ra con rồi. Đây, con bố của nó thì thôi rồi luôn này nha. Đó. Đồng diều xịn sò luôn đây. Đôi 27 thì con của nó đây. Bác nào mà thực sự là cần cái dòng đồng diều xịn sò là làm giống thì em mới mới gọi cho em nhá. Còn đây là dòng bố, con bố của đôi 27. Và ở phần mô tả video ở dưới là em có cái ngày trước em quay được cái hồi lúc nó thúc đẻ của cái giọng của đôi 27 này anh em nhé. Tiếp theo thì em rất mừng là hôm nay bắt đầu nở ra cái đôi 24. Đôi 24 này thì rất là phê luôn này. Đây đôi 24 nhá. Em gọi đôi 24. Đôi 24 này là em sáng nay cho ăn nhìn thấy vỏ trứng rơi. Nhìn thấy vỏ trứng rơi này. Đấy. Vỏ trứng rơi nhưng mà thực ra nó con nó đây này. Còn hai con nở luôn nhá. Hai con luôn. Đấy. U con rất khéo. Đấy. Đây đôi 24 này. Đôi 24 này. Đây, 24. Đôi 24 nhá. Bác nào mà thực sự là chơi cái dòng âm kỹ nhá thì anh em có tham khảo cái đôi 27 24 này. Đó. 27 24 đang u con. Đôi 24 này nếu bón thì chắc cũng phải tầm vài hôm nữa. Đó, em zoom gần đấy cho anh em biết. Nó có hai con ở dưới anh em. Nay là mùng 5 tháng 6 em lên cho anh em hai cái tông này. Này. Mà nó có video bố mẹ luôn ở trên YouTube, em sẽ ghim cái đường link của nó ở phần mô tả ở dưới nhá. Anh em xem video này là xem cái phần mô tả ở dưới. Đó. Đấy. Dòng chim bộ rất đẹp luôn. Số Zalo và số liên hệ của em Tham là 033 5305 982. Tới đây em sẽ cố gắng quay giọng bố mẹ và quay con đang nằm dưới bụng bố mẹ như thế này, rất là trực quan và rất là rõ ràng.